Wow. Anh đeo cho em được không? Dạ. Đeo vàng như đeo gông vào cổ, biết chừng nào. Tôi hát giờ vu vơ vậy thôi nha. Món quà rất là ý nghĩa. Chào dạ em gái. Dạ. Dễ thương quá. Em không thích gì ở người đàn ông? Sự giả dối, lăng nhăng. Bên đây không có lăng nhăng đâu. Bên đây là người ta đi bộ đội mà người yêu người ta bỏ luôn đó. Nhưng anh mà này, sao người yêu bỏ vậy? Thì đi bộ đội lâu quá, người ta ở nhà có một người yêu cũ khác tới, rồi người con gái cũng xíu lòng nhẹ dạ cả tin. Em chung thủy lắm anh. Chung thủy phải không? Dạ. Rồi em còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Em thích bạn nam biết đàn biết hát thì càng tốt. Biết đàn biết hát phải không? Dạ. Cái này chúc em thử tới coi sao nha. Dạ dạ. Coi biết hát hay không. Dạ. Rồi bên đây đàn gái dễ thương quá. Cảm ơn. Bây giờ mà đồng ý mà bên kia mà hợp luôn, hai bên hợp nhau thì em muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Tìm hiểu nó trong vòng một năm. Rồi tôi qua tôi coi nhà trai còn mới cắt móng tay rồi coi phải không? Trai ta gọn, không những cắt móng tay mà cắt móng tóc nữa. Cắt tóc nữa chứ quên. Cũng được. Sao chị cắt tường thấy ok không vậy? Đủ chuẩn, tròn tròn nhưng mà không có gọi là tròn quá. Em cao mét mấy? Mét 65 chị. Mét 65 đúng chuẩn bên đây luôn. Rồi đâu móng tay mới cắt đâu. Cắt đàng hoàng sạch sẽ luôn à, cắt đàng hoàng sạch sẽ. Chỉ có để móng chân dài thôi. Không, móng chân dài đâu có mang giày được. Rồi bữa nay anh Linh mang giày mới quá ha. Trời ơi. Rồi lấy vợ về là mình sinh sống ở đâu? Quan điểm là nếu mà về quê được thì về quê, còn lập nghiệp ở đâu được thì ở đó chị. Cũng có cơ sở với quê cũng ổn định được chị. Quê em ở đâu? Trà Vinh anh. Trà Vinh làm gì ở dưới? Thì kinh doanh nuôi trồng tôm á chị, nuôi thủy sản. Là hiện giờ ai đang trồng nuôi ở dưới? Dạ ba em. Thôi vậy cũng phải cố gắng ha. Bây giờ mình quyết chí mình lập nghiệp đây thì mình lập nghiệp đây đi. Già mình hãy về quê nghỉ hưu. Dạ. Rồi em có yêu cầu gì hay em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Chuyện gì lớn thì làm từ từ cho nó nhỏ lại chứ đừng xé ra lớn thêm. Cảm thấy cái chuyện gì bao dung được cứ bao dung. Ngoại hình có yêu cầu gì? Thì ngoại hình thì cao từ 1m50 tới 1m6 rồi chị. Không thì em dư rồi, em dư một phân á chị. Bên này dư 51. Được không? Dạ được. Thì em hình dung bạn nữ bên này là người như thế nào? Đó người ta cao 1m51 rồi đó. Đố em ta đang mặc đồ gì? Chị dở màn em coi em biết. Rảnh quá ha. Em biết. Rồi em. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình ha. Giới thiệu lớn lên cho bạn nữ bên kia nghe nha. Chị chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý khán giả. Chúc quý khán giả một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Em tên là Nguyễn Hùng Dương. Năm nay 24 tuổi. Hiện đang làm việc công tác tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác gì Dương? Dạ em đang làm ở chị máy may công nghiệp. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và anh trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Lệ Trinh, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Lâm Đồng, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng, kế toán ạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là người thẳng thắn, trung thực, có lập trường, có chính kiến riêng. Một điều là em sống rất là tự lập. Em là người biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là em nóng tính á, cho nên dễ đến nói những câu làm người khác buồn. Thứ hai là em hát dở. Không sao, một là hát hay thiệt hay, hai là hát dở thiệt dở, vậy mới có cái cho người ta nghe. Rồi bạn trai bên kia mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết lắng nghe, chia sẻ, chân thành, đam mê bóng đá. Mê bóng đá là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Dạ ưu điểm gì? Ôi trời ơi, em đang nói ưu điểm mà chị. Ủa mê chứ đâu có phải cá độ đâu. Khi nào cá độ mới là khuyết điểm. Cái đó là thể thao đó. Có mê tinh thần thể thao. Không có gì đâu vấn đề. Bình thường. Rồi tiếp tục em trai. Khuyết điểm của em là nhiều khi cũng hơi nóng tính. Nóng, bên kia cũng nóng, bên đây cũng nóng. Nóng nhưng mà có thể điều hòa được anh. Điều hòa. Có những cái hay quên. Tình trường thì sao, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có 2 mối tình chính thức chị. Dạ dài nhất là 3 năm. 3 năm sao chia tay em? Khi em đi bộ đội á chị. À. Khi ở nhà thì bạn đó quay lại người yêu cũ xong rồi lấy chồng. Vậy là em biết kết quả rồi thôi. À. Rồi bên đây em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Ủa từ hồi lúc đi học đến lúc đi làm không có để ý ai hả em? Dạ lúc đi học thì em cũng lo học thôi. Lúc đi làm thì em cũng làm, với lại môi trường của em cũng nhiều bạn nữ chứ không có nhiều bạn nam. Cũng có vài người thích em, cũng có tìm hiểu cà phê vài lần nhưng em cảm thấy không hợp, không có cho em cảm giác an toàn là em cũng ngừng lại luôn. Vậy là chưa có nắm tay, chưa có hôn gì hết hả? Chưa chị. Trời ơi uổng phí quá em. Rồi vậy bây giờ em muốn kiếm người sao nè, sao mới là cho em được cảm giác an toàn nè?
Về ngoại hình thì cao 1m65, nhìn cũng ưa nhìn xíu, có thể tròn một xíu, nhưng mà em không thích người hơi mập quá. Tại vì em cũng nhỏ con thôi. Tính tình thì điềm đạm, biết quan tâm chia sẻ với em những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Em không thích bạn nam hút thuốc, để móng tay dài, có hình xăm. Rồi bên trai bên kia nghe tiêu chuẩn bên này thấy sao em? Biết okay, hút thuốc chị không? Ơi. Có hình xăm không? Dạ không. Có biết hút thuốc không? Dạ không. Có để móng tay dài không? Dạ mới cắt chơi. Hên quá mới cắt. Ok hết rồi đó. Bên kia sao? Bên đây em muốn tìm người bạn gái thế nào? Dạ người bạn gái biết quan tâm chia sẻ, biết lễ phép người lớn, cư xử đúng mực. Khi chuyện gì thì cũng phải nói một lần hai lần, đừng có càm ràm nhiều quá. Em có tính càm ràm á anh ơi. Chợ để về gán chịu đựng. Anh chịu đựng nổi không? Chứ tính em là sáng nắng chiều mưa giữa trưa bình thường á anh. Chết mộ. Cái này... Ai có sao đó, người ta 24 tuổi người ta mới chưa có mối tình nào đó. Em có biết nguyên nhân tại sao mà em vẫn một mình không? Tại vì em là người khá là mạnh mẽ. Từ trước đến giờ thì em vẫn chưa có là xác định cho mình một bờ vai. Kiếm bờ vai đúng không? Bờ dạ. Vai bên đây đủ dựa cho em rồi. Chào dạ. Em gái, dạ. Dễ thương quá. Em không thích gì ở người đàn ông? Sự giả dối, lăng nhăng. Bên đây không có lăng nhăng đâu. Bên đây là người ta đi bộ đội mà người yêu người ta bỏ luôn đó. Nhưng anh mà này... sao người yêu bỏ vậy? Thì đi bộ đội lâu quá, người ta ở nhà có một người yêu cũ khác tới. Rồi người con gái cũng siêu lòng. Nhẹ dạ, cả tin. Em chung thủy lắm anh. Chung thủy phải không? Dạ. Rồi em còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Em thích bạn nam biết đàn biết hát thì càng tốt. Biết đàn biết hát phải không? Dạ. Cái này chúc em thử tới coi sao nha. Dạ dạ. Coi biết hát hay không? Dạ. Rồi bên đây đàn gái dễ thương quá. Cảm ơn. Bây giờ mà đồng ý mà bên kia mà hợp gái được. Hai bên hợp nhau thì em muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Tìm hiểu nó trong vòng một năm. Rồi tôi qua tôi coi nhà trai còn mới cắt móng tay rồi coi phải không? Trai ta gọn không những cắt móng tay mà cắt móng tóc nữa. Cắt tóc nữa chứ quên. Cũng được. Sao chị cắt tường thấy ok em đủ chuẩn tròn tròn nhưng mà không có gọi là tròn quá. Em cao mét mấy? Mét 65 chị. Mét 65 đúng chuẩn bên đây luôn. Rồi đâu móng tay mới cắt đâu? Cắt đàng hoàng sạch sẽ luôn. Cắt đàng hoàng sạch sẽ. Chỉ có để móng chân dài thôi. Không, móng chân dài đâu có mang giày được. Rồi bữa nay anh Linh mang giày mới quá ha. Trời ơi. Rồi lấy vợ về là mình sinh sống ở đâu? Quan điểm là nếu mà về quê được thì về quê, còn lập nghiệp ở đâu được thì ở đó chị. Cũng có cơ sở với quê cũng ổn định được chị. Quê em ở đâu? Trà Vinh anh. Trà Vinh làm gì ở dưới? Thì kinh doanh nuôi trồng tôm á chị, nuôi thủy sản. Là hiện giờ ai đang trồng nuôi ở dưới? Dạ ba em. Thôi vậy cũng phải cố gắng ha, bây giờ mình quyết chí mình lập nghiệp đây thì mình đi lập nghiệp đây đi. Già mình hãy về quê nghỉ hưu. Dạ. Rồi em có yêu cầu gì hay em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Chuyện gì lớn thì làm từ từ cho nó nhỏ lại chứ đừng có xé ra lớn thêm. Cảm thấy cái chuyện gì bao dung được cứ bao dung. Ngoại hình có yêu cầu gì? Thì ngoại hình thì cao từ 1m50 tới 1m6 rồi chị. Không em dư quá, em dư một phân á chị. Bên này dư 51. Được không? Dạ được. Thì em hình dung bạn nữ bên này là người như thế nào? Đó người ta cao 1m51 rồi đó. Đố em ta đang mặc đồ gì? Chị dở màn em coi em biết. Rảnh quá ha. Biết. Bạn gái ra đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em được. Thấy bạn trai bên này là rất là vui vẻ, cũng trung thực, cũng hơi tròn tròn giống như là cái yêu cầu của chị em đưa ra. Thì cái quyền quyết định còn lại là ở chị của em ạ. Riêng em thì em thấy cũng hợp. Em cho anh đó mấy điểm? Dạ khoảng 7 điểm ạ. 7 điểm là cao rồi đó, được rồi đó. Rồi bạn trai bên kia hôm nay đi với ai nè? Thì em đi với một người anh, với người đồng nghiệp của em chị. Rồi cho chị gặp bên anh của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào anh. Nãy giờ nghe em nói chuyện thì anh có thể hình dung được em là một người kỹ tính. Thì anh nghĩ là có thể kìm được thằng em của anh. Bạn này thì không thích càm ràm, nhưng mà nếu không càm ràm thì không được, chẳng hạn như vậy. Thì nhiều người trong gia đình chẳng hạn như có người này người nọ hỗ trợ cho nhau. Người nóng thì người nguội, thì người nguội thì người nóng, thì anh nghĩ là sẽ tốt. Thì các bạn cứ thử xem, cho mình một cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trẻ. Ồ quên nữa, hát được không? Để gặp mặt hát anh. Kéo màn lên hát, hát liền nha. Bạn kia rất là khoái không, hát á. Không, từ từ anh tặng quà không có hát được với anh. Thấy không? Được. Có rồi. Quà nữa hả? Đó lấy gì lấy đi. Đó trời ơi. Móc tùm lum tùm la trong. Để đâu lúc ở trong với vậy? Để ngoài với trong luôn anh. Trời. Kéo màn. Trời. Em cảm ơn anh. Wow. Anh đeo cho em được không? Dạ.
Đeo vàng như đeo gông vào cổ, biết chừng nào. Tôi hát giờ vu vơ vậy thôi nha. Món quà rất là ý nghĩa. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Để em hát một bài tặng. Rồi, hát luôn. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Khi em bước đến bao nhiêu buồn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Hát với tiếng vỗ tay nó đều dễ sợ. Cảm nhận gì anh như thế nào? Thấy anh cũng chân thành. Hát sao nhắm mắt dữ vậy, nhắm mắt đau khổ quá vậy? Không, đầy đầy gung quá chị. Gung quá dạ, hồi hộp á. Anh thấy năm nay là năm của tuổi hai mình, thấy cũng hợp á. Lên đây thì chưa tìm hiểu được nhiều. Đã lên đây rồi thì mở lòng cho anh một cơ hội để có gì đó anh cùng san sẻ công việc với em. Cùng chia sẻ những gì khó khăn trong cuộc sống này nọ. Cùng em đi đến con đường nào đó nó thiệt là xa xa. Con đường nào xa? Làm gọn dữ ta. Mà anh có định lập nghiệp ở đây không anh? Cũng có em. Cũng có hay là chắc chắn sẽ có? Nếu mà trên đây công việc ổn định được thì chắc chắn mình sẽ lập nghiệp trên đây. Hiện tại thì công việc của anh đã ổn định chưa? Ổn định rồi em. Em thì em không có thích chuyện giả dối. Cho nên bạn trai của em á, phải là một người chung thủy, biết quan tâm chia sẻ với em. Em là một người khá là nóng tính, nhưng mà lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh cũng là người nóng tính thì không biết. Vậy như anh nóng trong cái vấn đề nào đó nó không căng thẳng lắm. Chứ vậy anh đang làm chuyện gì đó nóng tính thì anh chỉ quay chỗ khác anh làm gì đó của bản thân anh thôi, xong rồi thôi, chứ không có ra chạm hay là làm gì đó nên người khác chút giận lên ai đó hết. Vậy là một lúc rồi anh lại hết không? Đúng rồi, qua rồi thôi. Dạ. Anh còn gì có muốn hỏi em nữa không? Cứ bình tĩnh đi anh. Em làm ở Sài Gòn, ở chỗ nào? Dạ, em ở Gò Vấp. Vậy là tiện quá rồi. Anh ở đường Nguyên Cây Trâm á. Em ở đường số 11 gần đó luôn. Mừng rồi, mặt sáng rỡ. Tại sao mình ở đó, mình ở đó cũng lâu mà không biết nhau ta? Đúng là định mệnh. Rồi hẹn em hỏi mấy thứ ngày em rảnh mấy ngày? Thường tuần, trong tuần ngày. Em rảnh được bữa. Thường tối thì em rảnh. Ngày em phải đi làm hành chính 8 giờ. Chủ nhật cũng đi làm. Chủ nhật em được nghỉ. Vậy là tiện rồi, chủ nhật anh cũng nghỉ. Anh cũng làm gì hành chính không? Nãy giờ cái gì cũng tiện hết trơn. Anh có dự định gì tương lai chưa? Được thì mình tiến đến hôn nhân, còn công việc ổn định thì kia sắp xếp thì cũng sống được. Quan niệm của anh thì cùng nhau phấn đấu. Hai người cùng làm thì nó sẽ vững chặt hơn một người. Chẳng hạn như anh làm em giữ tiền để chắc hơn anh. Chứ anh làm ra anh giữ mất hết trơn à. Thôi anh, em không cần giữ tiền đâu. Anh chỉ cần gửi vào thẻ ATM và em giữ thẻ ATM là được rồi. Ý đó là hai lần bị bạn gái bỏ rồi đó. Thấy đời con trai khổ không? 12 bến nước đó. Lần này em nhắm coi sao cứu. Anh thấy đi. Bến này bến trong hay bến đục đây anh? Không, chắc không đục đâu em. Quan niệm về con cái sao? Em thích hai đứa thôi. Vậy một đúng trai anh. Một gái. Vậy là nhất luôn rồi. Trời ơi, ông kêu khoái quá trời. Trai gái kia rồi chị. Chúng ý mình thì nhưng mình mà ví dụ thôi. Đám cưới chừng nào đám cưới bao lâu sau mới có kế hoạch bắt đầu có con? Nếu cưới xong thì trong vòng một thì khả năng của hai chồng thôi, nếu cảm thấy ổn định thì có con thôi chị. Cái này em đồng ý với anh. Tôi thấy cặp nào mới quen cũng nói vậy. Không lên mới cái có mấy tháng có con liền. Cái lập trường của mình đã đính đắn quyết định hai người cùng hướng đi rồi, chắc cùng nhau làm chứ không có bị ấy chứ đâu anh. Quan trọng là bạn nữ có chịu hợp tác chứ không. Hợp tác nữa. Nói một câu gì đó thật là tình cảm ha. Thì thông qua chương trình này anh muốn sau này sẽ có thời gian nhiều chia sẻ cho em, cùng san sớt những công việc gì đó. Tánh anh cũng tự lập từ nhỏ, gia đình thì cũng có, nhưng mà anh muốn tự bản thân anh làm, mình buông trải cuộc sống á, cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau, mình chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Hết thời gian. Suy nghĩ đi và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mà em có bấm đó chị. Em có bấm đó chị hả? Bấm sao nó không lên? Em bấm ở đâu? Em bấm không đúng nút. Chứ em bấm cái gì? Cái này là tại em thấy chưa? Em bấm cái nút gì? Là hợp quá trời.
Vậy em bỏ anh này rồi em quen anh khác nữa em mới có kinh nghiệm chứ. Chị lại nói vậy. Ai nói vậy? Tội cho em. Hồi nãy bạn nó không bấm thì em cảm thấy không em buồn lắm á. Khi em quay qua em thấy không lên thì cảm giác nó cảm giác như là cuộc sống này như tới đá kia nó sập xuống vậy đó. Ghê vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ? Bây giờ nó vui tươi trở lại rồi. Nắm tay đi em. Dạ. Không, hai bạn này được đấy. Rất là hợp nha. Mặt có tướng phu thê đó, mặt giống nhau đó. Gương mặt này được á. Tham gia vợ chồng son được nè. Chuẩn á, vừa đó. Vài tháng nữa tham gia chương trình Yêu Là Cưới. Thôi, nói chứ tụi anh cũng chúc cho tụi em cố gắng nha, cố gắng lên. Dạ. Một TV Bana 50 inch, dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được TV 50 inch này. Trị giá 9.800.000 đồng. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Về nhà cất TV, vô coi phim. Không gian của nó lãng mạn lắm. Rồi, đây cầm vé xem phim đi bạn. Nắm tay bạn gái.